Xin nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn theo dõi kênh Bonsai Chiến Sự. Và hôm nay tôi di chuyển từ nhà anh Hưởng sang nhà anh Định tại xã Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định. Anh Định là một trong những người gần đây thu nhập rất tốt nên là anh rất tóc và buộc tiền nên đầu hơi hói. Đấy, đúng đầu hói thật. Tại sân vườn của anh là cũng khá nhiều phôi. Đây là phôi Nam Điền U Cục các bạn nhé. Những cái này anh chuyển về đây lâu chưa anh? Cũng 5-7 năm. 5-7 năm. Anh Định đang xây một quả nhà rất to. Nhất cả Giao Thịnh luôn. Chúng tôi đang phải dọn dẹp vòng quanh rồi bắt đầu quyết định. Đây. Các bạn thấy vườn của anh là tốt ủm tốt um. Còn có đồng chí này từ Xuân Trường à? Vâng, em đi Xuân Trường. Đây, đồng chí này theo dõi kênh và bám sát chúng tôi đến tận đây. Nghe nói từ Nam Trực chúng tôi đi xuống đây là đồng chí đây cũng cứ xuống. Đấy là những người đam mê nghệ thuật. Các bạn theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự. Và số điện thoại của Tiến Sự chuyên làm bệ đá, cài cây, chỉnh sửa là 0977722623. Đây còn một loạt nè. Một loạt tùm lum tùm la bác vứt đây. Em mua một cái sung ở dưới đây. Nếu nào phải nhờ cắt luôn ở đây dưới Giao Thịnh luôn. Ôi, tôi có cái sung em mua không? Em mua cây chưa. Rồi, xin chào các bạn nhé. Các bạn nào theo dõi video này thì tôi chuẩn bị cắt một cái đoạn này ra và có một cái đường chạy cũng khá đẹp rồi. Bạn nào quan tâm mua đoạn này nhá. Đoạn này rất nhanh thành cây. Giá khởi điểm là 700.000 nhá. Bạn nào cần thì tôi sẽ bảo chủ nhân sẽ ship hàng cho các bạn. Đây. Đường chạy rồi nhá. Xanh Nam Điền. Cũng có rất nhiều người nhờ Bonsai Chiến Sự nhưng do Chiến Sự không có thời gian để ship hàng. Vì ngày nào cũng làm. Đây nhá, tôi sẽ cắt từ chỗ này. Đó, gốc ở đây xong bắt đầu nó truyền đường chạy đây. Ở cái đoạn này nó to. Đây các bạn là. Đây là tay tôi nhá các bạn nhá, đấy. Tôi sắp cắt đoạn này rồi. Bạn nào muốn mua đoạn này thì alo để tôi sẽ bảo chủ nhân ship cho các bạn nha. Giá khởi điểm là 700.000. Đây là những phôi chúng tôi đến khai phá. Bắt đầu quang, la liệt. Đây nhá, quay chứ không phải bảo không quay này. Cây có ra gì không quay chứ không? Không ra gì mà cứ bảo mẹ nhà thằng kia cây. Không ra gì mà bảo làm. Bảo làm xong lấy cây lại bảo dán 30 nữa vào thì căng quá. Đây các bạn nhé, cục này chúng tôi ngỏ lời sau khi làm xong thì không phải trả tiền công. Nhưng bác bảo dán thêm 30 triệu.
Vâng. Chúng tôi đến cải cách vườn của bác. Hôm nay bác cũng nhờ hai có bác trông rất lực sĩ. Đấy, bẫy rất khỏe. Đánh lên để chúng tôi làm bệ. Được một số gốc rồi. Hai cây bóng mát ở ngay chuồng gà cũng đã được cắt thành phôi. Đây chúng tôi cắt cho một người anh em để về dân. Mày cháu ngoại ra học lớp 9 rồi nha, đừng nói vớ vẩn nha. Ok. Trong ngoài được kệ trong ngoài đi. Anh nói vớ vẩn lắm đấy. Ừ. Nhưng sao tôi được thừa rồi nhỉ? Ngũ phúc các bạn nha, sau này lên chậu là cũng đẹp đấy. Chúng tôi chưa được đẽo. Lúc này thì 1.000 con muỗi đã đi khỏi nơi này. Rồi dựng lên. Đấy, đẹp chưa? Ê, em có sỏ này. Đây. Nghe không? Có sỏ đây. Ba ca chủ nhân này chỉ đi tìm lỗ sỏ, chỗ sỏ thôi. Chủ nhân này cười như nợ đi. Sỏ. Sỏ là để khiêng cây các bạn nhá. Không phải là sò gì đâu. Đây các bạn nhé. Những cây mà bông tay gần như là cũng đã có rồi. Đây các bạn. Cũng là đẹp rồi nhé. Nhưng mà do ngày xưa là không triệt để lại những cái đoạn cột điện nòng pháo, do đó bây giờ thì ta lại phải làm lại, nên là khi đã cắt là phải cắt triệt để. Cái kiểu gì đi. Đây các bạn thấy khi cắt ra một phát thì cái bệ này nó đẹp luôn. Chúng tôi đục nghệ thuật lại nữa là đẹp. Đấy, cắt được tay nào vào bác cái bê dấu đi tay đấy. Ông định đại gia. Niu công định. Niu công định nhé. Họ niu. Vâng, đây là những bóng cây xanh bóng mát ở ngay chuồng gà mà bây giờ chúng tôi cắt thành phôi là khá đẹp. Tại vườn của bác Định ở xóm 12 xã Nhân Thịnh, Giao Thủy. Ông Lưu Công Định. Và lúc này thì bác cũng đang nhờ hai bác này đang đánh bầu giúp lên để đưa lên chỉnh sửa cô bệ. Hôm qua thì các bác cũng đã hỗ trợ được một số gốc rồi. Và bây giờ thì chúng tôi cô bệ.
Ở phía trước là một cây giáng làng ngày xưa cũng rất có giá của bác. Chúng tôi cũng đang làm dở. Và bây giờ thì các bạn thấy là tại vườn nó đã được quang. Đây không có búp đâu mà búp. Lúc này thì tôi xin tạm kết thúc một video ở đây. Số điện thoại của tiến sự chuyên làm cây cài bệ đá là 0977722623. Vâng, trong những ngày cuối tuần, tiến sự xin chúc toàn thể quý vị và các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc và thành công.